Phật thuyết kinh Đại Phương Quảng Thị Xã Phương Tiện quyển 3 Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh truyền pháp Đại Sư Tứ Tử Thần Thí Hộ Phụng Chiếu Dịch. Lại nữa thì Nam Tử, do duyên gì mà Bồ Tát sanh ra đã hiện tướng cười lớn? Phải chăng vì Bồ Tát trạo cử nên hiện tướng như vậy? Vì Bồ Tát sanh ra đã có suy nghĩ rằng ta muốn hết thảy chúng sanh đều đồng phát tâm Bồ Đề như ta. Ta phải chứng đắc Bồ Đề rồi mới độ lòng độ chúng sanh ra khỏi các khổ luân hồi. Ta đối với việc làm không có tư tưởng biến nhát. Ta quan sát một loại chúng sanh thường khởi cái tâm thấp hèn, chú tâm vào những việc mê loạn đối với con đường giải thoát không thể phát tinh tấn rộng lớn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì người đầy đủ lòng từ bi rộng lớn hay khởi tinh tấn. Loại chúng sanh ấy không làm như thế. Ta muốn họ thành tựu được tinh tấn rộng lớn như thế để đạt đến giải thoát cao nhất, cho nên ta đắc quả nhất thiết trí. Do nhân duyên này mà sanh tâm hoan hỷ, do nhân hoan hỷ mà hiện tướng cười lớn. Chớ chẳng phải Bồ Tát trạo cử mà có tướng như vậy, là nữa do duyên gì thân thể Bồ Tát không vốn không nhiêu ế mà cũng tắm gội. Bởi vì Bồ Tát từ vô lượng kiếp cho đến sanh mạng sanh ra, trong đời hiện tại luôn luôn xa lìa những điều xấu xa nhiêu ế. Bồ Tát tùy thuận thế gian mà tắm gội thân thể vậy thôi. Là nữa duyên gì từ khi sanh ra đã là Bồ Tát rồi mà không từ trong vườn Bồ Đề đạo tràng thành bậc chánh giác mà lại vào trong cung vua, việc ấy là thế nào? Bởi vì thân tướng của Bồ Tát tròn đầy oai đức đầy đủ, người nào trông thấy đều được lợi ích. Bồ Tát vào trong cung vua khiến cho hết thảy quyến thuộc cung tần đều được ngắm nhìn. Bồ Tát lại vừa muốn vào cung tùy thuận thế gian, là những việc vui chơi thụ hưởng khoái lạc, tuy làm việc làm có giống thế gian chứ không phải thực, hết thảy không vướng bận gì, cho đến địa vị làm vua chuyển luôn ta đều vứt bỏ để xuất gia tu hành. Cái nhân duyên này mà Bồ Tát vào trong cung vua. Lại nữa, do duyên gì phu nhân Maya sanh ra Bồ Tát rồi với 7 ngày đã từ trần? Và chăng lỗi của Bồ Tát đó là Bồ Tát ở cõi trời đau xót mốt sau này sẽ hạ thế vào trong thai tạng mẹ? Trước hết dùng tiếng nhẹ để xem xét quan sát, thấy phu nhân Maya chỉ sống đủ 10 tháng, qua 7 ngày sau là từ trần. Bồ Tát quan sát xong rồi liền vào thai tạng, ở trong đó trải qua 10 tháng. Phu nhân Maya 7 ngày đã qua đời là do nhân duyên này, thọ mạng hết không phải lỗi của Bồ Tát. Lại nữa, khi Bồ Tát chưa xuất gia đã học đầy đủ hết thảy các kỹ năng của thế gian như sách toán số chú thuật nghề nghiệp khéo léo ca múa cho đến cung tên gậy gộc vân vân. Học như vậy là nghĩa làm sao? Đó là Bồ Tát muốn điều phục thế gian nên hiện hiện những điều tốt đẹp nhất vậy. Vì sao mà trong 3.000 đại thiên thế giới này là không có người có kỹ năng hơn Bồ Tát? Do duyên gì vậy? Vì Bồ Tát khi chưa xuất gia đã học hết những việc này rồi. Vậy là nữa, do duyên gì Bồ Tát khi chưa xuất gia đã cưới vợ có con rồi mà lại có đông đảo cung tần mỹ nữ? Phải chăng vì Bồ Tát sanh tâm tâm ái? Đó là Bồ Tát tuy có khởi tưởng giống như thế gian nhưng kỳ thực chẳng có tâm tham ái. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát là kẻ sĩ chân chánh đã xa lìa tham ái, trong sự tham ái đó tùy chỗ mà giúp đỡ, kỳ thực không có gì. Bồ Tát lấy Yayudhara về làm vợ ấy là vì Bồ Tát muốn Yayudhara trọn ước nguyện. Yayudhara ấy xưa kia đã từng ở chỗ Đức Phật Như Đăng phát nguyện rằng ta nguyện trở thành con gái dòng họ Thích để gieo trồng căn lành trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đời trước nàng không nói lời hư dối, vì vậy ta lấy làm vợ khiến cho nàng thành tựu được căn lành. Bồ Tát tuy tùy tướng thế gian làm như vậy nhưng không để tâm đi quá đà, mà sau đó sẽ xả bỏ để xuất gia tu hành. Còn việc sanh La Hầu La ấy là vì sợ người thế gian phỉ báng rằng không có con trai để nối dõi tông đường, người như thế chẳng phải là trùng phu. Bồ Tát muốn cho họ khỏi phỉ báng, liền cho con gái dòng họ Thích Gia Du Đà La sanh con trai là La Hầu La, mà La Hầu La này chẳng phải từ chỗ sanh, chỗ ngang che như ế của cha mẹ sanh ra. Nên biết Bồ Tát là người cõi trời và ẩn tướng hóa sanh ra ở đó vậy. Còn chỗ Bồ Tát có đông đảo cung tần mỹ nữ ấy là vì Ngài muốn tùy mỗi người giáo hóa dẫn dắt họ vào đạo, khi cho hết thảy được lợi lành lớn nhất.
Rồi sau đó sẽ xả bỏ tất cả xuất gia tu hành. Thời gian Bồ Tát ở trong cung đã đem pháp vô thượng cho đại chánh giác, giáo hóa dẫn đạo cho 42.000 cung tần mỹ nữ, khi hết thảy đều gieo căn lành bồ đề. Còn một số cung nữ khác chỉ có thể có tâm tin tưởng thanh tịnh và an trú trong chánh kiến. Vì vậy nên biết chư Bồ Tát Ma Tát tu hành Bồ Tát ấy đi theo tướng thế gian, rồi ở trong cung lấy vợ có con, có đông đảo bà con cung thần mỹ nữ, cho đến đối với năm tứ dục lạc cũng vui chơi trong tùy thuận, có tất cả nhưng tất cả đều không thật có trong sạch thanh khiết, xa lìa cấu nhiễm, không luyến ái, không nắm trước, không dao động, không thối chuyển. Bồ Tát chỉ vì muốn giáo hóa hết thảy chúng sanh được trọn ý nguyện là thành tựu căn lành vậy. Ngài đã dùng thần thông, dùng nguyện lực, phương tiện thiện xảo không thể nghĩ bàn để biến hóa thần thông. Ở trong thần thông ấy mà vui chơi trong pháp, chứng được tam minh địa tịch tịnh khóa lạc, tùy chỗ thích hợp mà làm cho tất cả đều được lợi ích. Khi Bồ Tát ở trong cung vua, tuy tỏ hết thảy voi ngựa tôi tớ và người những người kia và mới đều đạt được tốt đẹp ý nguyện đời trước của mình. Bồ Tát vì cho họ thành tựu ý nguyện mà thọ nhận tất cả vậy, nên biết Bồ Tát vì nhân duyên mà lấy vợ có con vân vân, chứ không phải vì tâm tham ái là nữa do duyên gì. Một thời Bồ Tát đến cõi Diêm Phù Đề, ngồi hít dài dưới gốc cây. Khi ấy ánh sáng mặt trời tuy có di chuyển mà bóng cây vẫn không dời. Cứ ấy là vì sao? Vì Bồ Tát muốn giúp cho 7 ức trời và người tu hành được lợi ích nên hiện tướng như vậy. Là nữa do duyên gì Bồ Tát ra khỏi vườn Lâm Tỳ Ni dạo chơi, tới cảnh sinh và bệnh chết mà sợ hãi. Vì Bồ Tát đã xa lìa sanh già bệnh chết nên sợ hãi. Khi thấy cảnh sinh và bệnh chết mà Bồ Tát hiện tướng sợ hãi ấy là vì muốn giúp cho chúng sanh khỏi lên sự sợ hãi mà chán ghét. Là nữa do duyên gì nữa đem Bồ Tát vượt thành xuất gia mà không đi vào giữa ban ngày? Vì Bồ Tát ra đi ban đêm để cho hết thảy người dân trong thành Vatila đều không thấy Ngài. Bồ Tát lại muốn cho căn lành của mình được tăng trưởng sạch sẽ, tròn đầy, đầy đủ, xả bỏ tất cả những việc lạc thú. Vì vậy Bồ Tát nửa đêm vượt thành xuất gia. Lại nữa, khi Bồ Tát đã ra khỏi cung vua đến chỗ tu khổ hạnh, tự tay mình cắt tóc, vua Tịnh Phạn là cha của Bồ Tát nghe sự việc như vậy thì lòng không tin, nghĩ rằng sao con ta lại cắt tóc. Sau vua biết được sự thật thì rất lấy làm buồn khổ, thế này là sao? Vì Bồ Tát dùng việc cắt tóc đó giúp cho hết thảy trời rồng dạ xoa cả các bà người không phải người trong 3.000 đại tiên thế giới thấy búi tóc tốt lành oai dũng sáng suốt đẹp đẽ của Phật, rồi chiêm ngưỡng cung kính đã được lợi ích lớn do nhân duyên đó mà tự cắt tóc. Lại nữa, Bồ Tát có con Mã Vương Ca Tha Ca được trang bị nhiều loại trang sức, người cầm cương phải khéo léo mới có thể điều khiển. Bồ Tát sẽ cởi khi ra khỏi cung vua. Mã Dương rất vui vẻ, vậy Bồ Tát cũng bỏ lại sau lưng mà đi. Đó là tương nói là sao? Nghĩa là Bồ Tát đối với sự yêu mến vui vẻ đã sẽ bỏ tất cả, không còn nắm trước đến tiếc gì nữa, muốn giúp cho hết thảy chúng sanh đời sau giống đời nay, khi ta đã xa lìa yêu thương nắm trước mà lo tu học trong giáo pháp của ta, là để muốn cho những người xuất gia trong đời sau đem thân mạng chân chánh mà xuất gia học đạo và nhân duyên như vậy mà sẽ bỏ Mã Vương. Là nữa cái gì Bồ Tát đã ở chỗ tịch tỉnh rồi mà còn phải trải qua 5-6 năm khổ hạnh và các nạn, và chăng Bồ Tát còn nghiệp chướng đến cảm vời báo ứng, chỗ gọi Bồ Tát các chướng kia đã được diệt tận, không còn quả báo khổ nữa. Những việc như thế chỉ là những phương tiện thiện xảo của Bồ Tát. Thì nam tử, trước ông có hỏi ta là khi Bồ Tát còn trở lại đời một lần nữa đã từng phát lên lời rằng vì sao cả bỏ râu tóc, vì sao cầu bồ đề, mà bồ đề này là cao nhất, rất khó được, ta nhờ nhân duyên này mà được lợi ích. Nay sẽ vì ông như thật nói lại, ta nhớ xưa kia ở trong giáo pháp của Đức Ca Diếp Như Lai, ta là Bồ Tát tên là Hộ Minh, khi ấy ta dùng phương tiện thiện xảo từ chỗ thích nghi của chúng sanh mà làm lợi ích. Bây giờ có 5 Bà La Môn thuộc dòng dõi quý tộc, những người này trước đây tu phạm hạnh trong Bồ Tát thường,
sau vì gặp ác tri thức kia nên khiến cho mất đi tâm bồ đề lớn. Một thuở nọ, năm vị bà la môn kia liền suy nghĩ như vậy: chúng ta đã hay đắc pháp bồ đề, tâm khởi lên khác thì cái thấy khác sẽ tương ứng liền. Lúc bấy giờ ta quán sát thấy được tâm kia, liền dùng phương tiện bốn vị khai đạo, mới ở trước họ nói rằng: vì sao phải cạo râu tóc, vì sao cầu bồ đề? Mà bồ đề đây là pháp cao nhất, rất khó được. Năm bà la môn ấy khi nghe nói lời như vậy, tất cả đều nghĩ rằng: cơ sở bồ tát của mình lại nói lên những lời như vậy, ta biết được ý nghĩ đó là nói lên lần nữa vì sao cầu bọn đau tóc, vì sao cầu bồ đề, mà bồ đề này là pháp cao nhất, rất khó được. Khi nói xong rồi, ta ăn trú trong pháp môn chân thật bình đẳng, liền cùng với năm bà la môn đồng ở một nơi. Lúc ấy có hai người, một người tên là Kiệt Trí Kala, người thứ hai tên là Cống Bà Kala. Cả hai đi đến chỗ ta và năm bà la môn ấy. Trước tiên là họ ca tụng công đức cao vời của Ca Diếp Như Lai, sau đó lại nói với ta và năm bà la môn rằng: nay có thể đến chỗ Ca Diếp Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác. Lúc bấy giờ ta suy nghĩ, năm bà la môn này căn lành chưa chín mùi, nếu cùng họ đến chỗ Ca Diếp, ta ca tụng 8 tháng công đức cao vời của Ca Diếp Như Lai, năm bà la môn kia không thể ca tụng được. Nghĩ như vậy rồi, ta nói với hai người kia rằng: ta tự ta biết thời để làm. Nói rồi ta liền ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa trụ mà không chịu trụ, dùng lực Bát Nhã Ba La Mật Đa để ủng hộ, theo đó mà phát ra phương tiện thiện xảo, liền nói với năm bà la môn rằng: ta hướng đến các ông đó mà thôi. Mà nói: vì sao mà cầu bỏ đau tóc, vì sao cầu bồ đề, mà bồ đề này là pháp cao nhất, rất khó được. Nghĩa lý ấy các ông chưa hiểu, hay ta sẽ bị các ông mà nói. Bồ đề khó được, nghĩa đó là sao? Nghĩa là Bồ Tát đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa không có chỗ tưởng làm, không có chỗ tưởng ở, nên ở trong Bồ đề không trí, không đắc. Như thật quán sát hết thảy không có chỗ đắc, lại nữa Bồ đề ấy không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, không thể dùng thân mà được, không thể dùng tâm mà được. Rốt ráo là không trung hết thảy là không đắc. Vì vậy ta hướng dẫn các ông mà nói rằng: vì sao cả bỏ râu tóc, vì sao cả bồ đề, bồ đề này là pháp cao nhất, rất khó được. Nay biết lời nói này là lời nói chân thật. Lúc ấy năm bà la môn nghe xong pháp này rồi, tâm được khai ngộ, trở về an trú trong pháp đại thừa. Ta nói như vậy xong rồi, liền trụ tâm vào hết thảy pháp vô sở đắc. Lại bỏ đây ấy mà lại đi đến ở một nơi khác. Đến bây giờ năm bà la môn kia cũng lại đồng ở chỗ đó. Khi ấy Kỳ Trí Kala, Cống Bà Kala, hai người nhờ sức oai thần của Phật là đến chỗ kia dùng phương tiện để khuyến khích dẫn đường, khiến cho năm bà la môn ấy cùng đến chỗ Phật Ca Diếp. Lúc đó ta quán thấy năm bà la môn kia căn duyên đã thuần thục, liền cùng với năm bà la môn kia và hai người ấy đến chỗ Ca Diếp Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, đến cho Phật rồi cùng lễ sát chân Đức Phật. Lúc ấy hai người kia do lực của căn lành đời trước đã thấy được tướng ảo của Phật. Lúc bấy giờ tâm của mỗi mỗi được thanh tịnh. Năm bà la môn thấy được sắc tướng quang minh các tượng ai đức của Như Lai, sanh tâm hoan hỷ. Mỗi người do lực căn lành đời trước mà trở lại phát tâm như thượng chánh đạn chánh giác. Khi ấy ta bạch Phật rằng: năm bà la môn này căn lành đã thuần thục, nguyện xin Đức Thế Đức Phật hóa độ. Lúc bấy giờ Ca Diếp Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, lại vì họ mà nói pháp tạng Bồ Tát, từ chỗ thích ứng của họ mà có thể hiểu biết rõ ràng. Tới thời tất cả đều được vô sanh pháp nhẫn. Ca Diếp Như Lai liền vì ta mà thọ ký vô thượng chánh đạn chánh giác, ta được thọ ký rồi liền bạch Phật Ca Diếp rằng: do Như Lai ứng cúng chánh đạn chánh giác, thọ ký cho năm bà la môn này, khiến tất cả được thấy Như Lai là nhờ Phật nói pháp tạng Bồ Tát, giáo hóa mở đường, tất cả đều được pháp nhẫn. Bồ Tát cầu Phật Bồ Đề không còn thối chuyện nữa. Lần nữa bạch bậc thượng trí, con xưa kia ở trong giáo pháp của Ca Diếp Như Lai, khi còn một đời trở lại làm Bồ Tát, trước tiên có phát lời rằng: vì sao cả bỏ râu tóc,
Vì sao còn Bồ Đề mà Bồ Đề này là pháp cao nhất rất khó được? Con nói lời đó là để khai đạo, để cho chữ ấy mà được lợi ích. Do vậy nên biết những lời nói vô nghĩa chẳng có lợi ích đều là phương tiện thiện xảo của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, mà không có tội hoặc chẳng phải là pháp bất thiện, và có chúng sanh chỉ biết một ít thấy một ít. Mà nói lên những lời vô nghĩa đối với các vị Sa môn, Bà la môn, về giới thanh tịnh, tức là người trí, nói là phi trí, nói lên lời ấy thì không thể đem lại lợi ích an lạc trong đêm dài, mà chỉ chuốc thêm khổ não vào thân. Những việc này chúng sanh làm không phải là nghiệp thiện mà là tội lỗi. Đại Bồ Tát không phải như thế. Hết thảy chướng ngại khổ lụy đều đã sạch hết, nghiệp chướng dù rất nhỏ cũng lại không còn. Bồ Tát chỉ vì chúng sanh diệt tận pháp ác, khiến khắp chúng sanh đều được mau chóng giác ngộ giải thoát những bậc thượng trí. Như nhân duyên xưa nên biết như vậy, đại ta có trải qua 6 năm thực hành khổ hạnh với các nạn ấy. Chỉ vì ta muốn hàng phục hòa đạo, ta muốn giúp cho chúng sanh phát khởi tinh tấn động mạnh, một hạt cây gai, một hạt lúa tệ để làm thức ăn, muốn cho thân thể sạch sẽ, thần khí trong sáng. Vì nhân duyên này mà ta có 6 năm tu hành khổ hạnh mà không còn sợ cảm quả báo của nghiệp. Xưa trong thời gian ở 6 năm khi ta tu hành khổ hạnh, có 500 vạn chúng trời và chúng tiên để được trí tuệ thông suốt tam muội. Vì vậy nên biết ta tu hành này là vì phương tiện thiện xảo làm lợi ích thôi. Là nếu Bồ Tát trước hết ăn bát cháo sữa để sức khỏe trở lại, để rồi mới đi đến Bồ Đề đạo tràng thành bậc chánh giác. Sao Bồ Tát không thể để thân thể ốm o tiều tụy đi đến đạo tràng Bồ Đề thành bậc chánh giác? Đó là vì Bồ Tát thương xót hết thảy chúng sanh trong đời sau mà trước ăn bát cháo sữa rồi thành chánh giác. Vì sao vậy? Vì chúng sanh đời sau đều lấy việc ăn uống trợ giúp cho bản thân mới có chúng sanh cầu đạo quả. Nếu thân thể không được ăn uống thì không thể tiến bộ siêng năng hoặc sanh thối chí. Nếu được ăn uống giúp cho cơ thể khỏe mạnh và được an ổn, do an ổn mà nhớ nghĩ đến các phép lành mới có thể tinh tấn mau chóng đạt đến con đường đạo quả. Ta muốn cho chúng sanh đời sau ấy học tập như vậy nên ta đã nhận ăn uống trước rồi sau mới tiến tu đạo nghiệp. Là nơi ta muốn giúp cho cá nhân cũng bát cháo sữa của gái chăn bò kia được tròn đầy mà thành tựu Bồ Đề Phần Pháp. Khi ăn xong rồi ta ngồi yên ở đạo tràng và thành tựu quả vị Bồ Đề. Trong một tam ma địa ta trải qua 1.000 kiếp để đoạn lực ăn uống của bản thân. Do nhân duyên đó mà ta nhận bát cháo sữa, là nếu Bồ Tát đã ngồi trên tòa kim cang dưới quả Bồ Đề rồi, sao không mau chóng cho đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà phải hàng phục ma quân trước ư? Bởi vì không có nơi nào có thể dung nhiếp được các chúng ác ma. Bồ Tát nếu không dùng phương tiện thiện xảo để dung nhiếp ác ma thì chúng ta sẽ nhiễu loạn hết thảy chúng sanh. Vì vậy khi Bồ Tát đã ngồi tòa Bồ Đề rồi mà còn suy nghĩ hôm nay ta đã thành bậc đại chánh giác, mà chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới này có người nào tâm không vui thích không? Người xong rồi quan sát biết tâm của các ác ma ấy không vui thích mà lại muốn đem tâm nhiễu hại Bồ Tát. Lúc bấy giờ Bồ Tát lại suy nghĩ, ta nay không cần đánh nhau với chúng ma mà chỉ dùng thần thông biến hóa ra một việc mà việc để hàng phục chúng kia. Lại nữa, ta muốn cho trời rồng cả các bạn Atula Kalola mà hồ la già, người không phải người đều thấy được tướng thần thông sư tử du hí của Bồ Tát để phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do nhân duyên này mà họ sẽ được niết bàn cao cả. Lúc bấy giờ Bồ Tát nghĩ như vậy xong, tức thì ở giữa lông mày phóng ra luồng ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy cung điện của ma đều được ánh sáng cho đến. Trong ánh sáng ấy phát ra tiếng rằng: Này ta đây là con của vua Tịnh Phàn thuộc dòng họ Thích, đã xả bỏ địa vị làm vua chuyển luân, trước khi tu đạo đến đạo tràng Bồ Đề và cho đất vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi tiếng ấy phát ra là có vô số người trời, bốn chúng
đến chỗ của Phật để chiêm ngưỡng, đảnh lễ cung kính, khế hết thảy ma và quyến thuộc của chúng. Thấy sự việc này rồi thì họ thì sợ hãi đánh nhau bỏ chạy bốn phía, sợ tên bắn vào tim thì rất khổ sở. Lúc ấy chúng ác ma càng uất giận hơn, chỉ trong chốc lát đã hóa ra bốn bên chúng vây quanh bồ đề tràng cách 100 do tuần, biết ra đủ thứ để phá hoại. Lúc bấy giờ Bồ Tát An Trụ trong tâm đại bi, tuy thấy cảnh tượng như vậy nhưng tâm không hề dao động. Bồ Tát liền dùng tướng tay cầm lưỡi báo để hàng phục ma, tức thời tất cả đều phải quy phục. Lúc bấy giờ có 84 ức trời rồng dạ xoa cả tất bà Atula, Ca Lộc La, Khó La, Ma Hồ La già, người không phải người vân vân, đều phát tâm vô thượng trên đại chánh giác. Do nhân duyên như vậy nên Bồ Tát hiện tướng hàng phục ma, để biết đều là phương tiện thiện xảo cả, là nữa nhờ duyên gì Như Lai đã đắc vô thượng trên đại chánh giác rồi. Là người khiết dè trong suốt 7 ngày đêm quan sát vua cây ấy mà tĩnh lặng không dao động, bởi vì cõi sắc có các thiên tử tu hạnh tịch tịnh. Khi thấy Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác ngồi khiết dè thì tâm rất hoan hỷ mà nghĩ: Như Lai trong suốt 7 ngày đêm đương vào nhất tâm tịch tịnh mà an trú, tâm đó không thể được. Khi nghĩ như vậy, có 42.000 thiên tử và cõi sắc phát tâm vô thượng trên đàn chánh giác. Ta muốn cho những người tu hành trong đời sau tất cả đều tu hành tịch tịnh như vậy, vì nhân duyên như thế nên khi Như Lai đã đắc bồ đề rồi. Còn trong suốt 7 ngày đêm có xét cất vua cây ấy, tịch tịnh không dao động. Lại nữa, khi Như Lai đã đắc bồ đề rồi, vì sao trước hết vua trời đại phạm cầu Phật chỉ mến xe pháp nhân duyên này, là bởi do phạm chúng cầu sinh vua trời đại phạm tự cho nói pháp. Vì sao vậy? Vì phạm chúng kia cho rằng có thể nương tựa vào được vào vua trời đại phạm, là bảo rằng vua trời đại phạm có thể sanh ra họ. Hơn nữa trên thế gian này lại không có người nào vượt lên quá vua trời đại phạm. Lúc bấy giờ vua trời đại phạm suy nghĩ như vậy: Như Lai là bậc thầy dẫn đạo lớn của thế gian, có thể biết căn cơ của thể chúng sanh rồi tùy chỗ mà đáp ứng, vì vậy ta nên gặp để cầu xin ngài nói pháp. Nghĩa rồi liền đến chỗ bồ đề đạo tràng cầu xin Thế Tôn chỉ bánh xe pháp. Nên vua trời đại phạm kia cầu xin như vậy, với có 680.000 phạm chúng đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác vì nhân duyên như vậy, và vua trời đại phạm cầu xin chỉ bánh xe pháp. Là nữa bạch thượng trí, Như Lai là tấm gương trí tuệ lớn trọn đời, có thể chiếu soi hết thảy lời nói, tâm nghĩ, việc làm của tất cả chúng sanh. Tất cả mọi việc đều phản chiếu trong tấm gương ấy. Chiếu thấy có chúng sanh mới khởi tâm lành, có người đầy đủ căn lành, có người chưa đủ căn lành. Bao nhiêu chúng sanh, bấy nhiêu nghiệp báo đều hiển hiện trong tấm gương lớn và tròn đầy ấy. Cho đến việc làm và báo ứng của các Đức Phật Như Lai cũng đều hiện trong đó. Bồ Tát đi đến Bồ Đề đạo tràng thành bậc chánh giác, đồ hết thảy công đức cao đẹp thánh diệu. Như Lai đồ đồ hết thảy các pháp bất thiện, có thể làm sạch hết các chướng duyên khổ lụy, cũng đã xa lìa tất cả tội lỗi. Công đức như vậy, gương trí tuệ lớn và tròn đầy đều chiếu soi cho hiện hiện được. Là nữa bậc thượng trí, các phương tiện thiện xảo đều do tâm từ bi lớn của Đức Như Lai mà phát khởi, chỉ vì muốn cứu độ hết thảy chúng sanh. Thế như vị thầy thuốc khéo giải cứu chữa bệnh, tùy người có bệnh mà ban bố giáo pháp, các vị ngọt đắng cay hòa trộn lại thành thuốc hay, thì bệnh uống thuốc sẽ được dứt trừ. Đức Như Lai đại sư cũng là như thế, để độ các loại phương tiện thiện xảo là đại y vương khéo trị lành bệnh. Tùy theo chúng sanh có bệnh gì thì khéo dùng phương tiện để điều để trị liệu, mà cứu hộ cho đều được giải thoát. Lại như người thế gian kia sanh đứa con đầu lòng, ân mẹ hiền cho bú mớm, săn sóc yêu thương nuôi dưỡng, không cho một chút bệnh nào đến xâm hại con mình. Nếu sau đó con mình bị bệnh thì mẹ hiền liền đôn đáo chạy thầy tìm thuốc để cho con uống nhanh bình phục lại.
con được lành rồi, thân mẹ mới được an. Đức Như Lai đại sư cũng là như vậy, Ngài là cha của hết thảy thế gian, quán tưởng hết thảy chúng sanh như con mình, không để cho con có bệnh khổ não. Nếu thấy chúng sanh tạo các nghiệp gì phải chịu hết thảy quả báo, Đức Như Lai đều tùy theo đó mà khéo léo dùng phương tiện để cứu độ, khiến cho họ được giải thoát. Bạch Thượng Trí, như điều đã thuyết thì nên biết đây chỉ là phương tiện thiện xảo mà thôi. Phật nói kinh Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện, quyển thứ ba. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.